Chào các bạn nhé. Nay tôi xin giới thiệu một cái sản phẩm chống rung Osmo Mobile 2, là thiết bị chống rung cho smartphone. Những ai mà chơi YouTube này, rồi làm video nghiệp dư thì chúng ta nên sắm một chiếc này thì để làm video, thì nó hạn chế cái độ rung lắc của cái video các bạn, làm video của bạn đẹp hơn. Đây. Và đây tôi xin mở mở cái hộp này ra nha. Hộp khá là đẹp. Nhưng đây là cái hộp bảo vệ tôi cho thiết bị chống rung của tôi, của mình. Hộp làm xốp nhẹ. Đây là cái gimbal Osmo Mobile 2. Dung lượng pin là rất là lớn, 2600 mAh. Cho phép chúng ta quay khoảng 15 giờ, coi như là quay cả ngày cũng được bạn. Quan trọng là cái thiết bị quay của các bạn như điện thoại ấy, thì có quay được lâu hay không thôi. Tôi giới thiệu sơ qua như ra đây là thiết bị cái game room này, ống to thu nhỏ đấy. Bây giờ tôi khởi động lên cho các bạn xem. Còn đây là cái thiết bị để vặn vô. Chúng ta nó có một cái chân, nhưng mà tôi không mua kèm theo, là cái chân để chúng ta có thể để cố định một chỗ. Đây là cái nút khởi động này, mở nó khởi động này. Đây là nút bấm để quay và chụp hình. Chúng ta muốn chụp hình thì chúng ta bấm vào đây và quay video, bấm hai cái. Còn đây là những nút mà chúng ta chỉnh qua, chỉnh lại, chỉnh lên, chỉnh xuống. Đây là cái phần mà chúng ta lắp điện thoại này. Lắp điện thoại này chúng ta có thể lắp lắp đứng này, hoặc là lắp ngang, tùy theo video của mỗi người sở thích quay. Đó. Khi các bạn lắp điện thoại vô thì chúng ta phải bật Bluetooth kết nối với Bluetooth nha, để kết nối với thiết bị Osmo Mobile 2. Rồi đã nó đã được kết nối vì tôi đã cài đặt cái trước đó rồi. Để chúng ta còn gắn cái thiết bị vào đây nè. Nó làm cái thiết bị gắn vào đây rất là chắc chắn các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần kéo ra lắp thiết bị vào thôi là được. Rồi, chúng ta lắp đây. Rất là chắc chắn, không thể rơi điện thoại được. Nên chúng ta trước khi chúng ta phải chỉnh, trước khi chúng ta khởi động lại thì chúng ta chỉnh lại cái làm sao cho nó cân bằng, thiết bị nó cân bằng. Đó. Đó, đây là cái nút chỉnh. Đây chúng ta có thể chỉnh ra, chỉnh vào để cho làm sao cho nó thiết bị nó cân bằng với cái điện thoại của mình. Thế nếu mà chúng ta nên chỉnh thì độ rung lắc nó hạn chế. Đó, tôi được một đại nhìn nó tương đối thôi các bạn ạ. Giờ tôi khởi động lên cho các bạn xem nha. Đó, thiết bị đã hoạt động như bạn nhé. Giờ tôi mở điện thoại lên. Khi mà các bạn ấy thì các bạn phải cài tải cái phần mềm DigiGo. Đây, phần mềm DigiGo được các bạn. Đó, để kết nối với thiết bị Osmo này. Ta mở lên.
Đó, đã khởi động rồi. Đây, là chúng ta chỉnh lên này, là chúng ta kéo xuống, đây, chỉnh qua này, chỉnh lại này, cho dù chúng ta đã test thử một vài video rồi các bạn ạ, nói chung là tôi rất hài lòng với cái thiết bị này, độ rung lắc hầu như không có, nếu chúng ta cầm tay và vừa đi vừa quay á, thì nó sẽ theo từng cái nhịp chân, nhưng mà đối với cái mình khi mình đã quay trên cái thiết bị này đó là hầu như là hạn chế rất nhiều. Đây là nút rung này, đấy, chúng ta kéo xuống là nút rung, đây chúng ta đây nút rung chuyển sang chế độ chụp hình này. Đấy, chụp hình thì chúng ta bấm hai một cái là nó chụp này. Đó. Thì khi mà chúng ta ấy thì chúng ta chuyển sang chế độ quay video này. Đó, thì chúng ta bấm hai cái. Đó là thiết bị đang quay. Chúng ta có thể rung lắc thoải mái nhưng mà nó vẫn hình nó vẫn rất là ổn định. Đó. Các bạn thấy không? Khi chúng ta đi bộ á, mình nơi chúng ta cài đặt là có rất nhiều số chức năng cài đặt. Chúng ta có thể chạy bộ này, chạy nhanh này, là chúng ta cầm đây thì độ quay vẫn là nét và không có rung lắc. Và tôi đã test thử là đi trên xe máy một con đường đoạn đường rất là xấu nhưng mà cái độ rung lắc là hầu như là không có các bạn. Đây chúng ta ví dụ muốn nhận diện cái khuôn dạng này thì chúng ta vào đây. Chọn là đó thì chúng ta có quay đi đâu xem nữa thì thiết bị nó cũng vẫn tự động nó quay theo để nhận dạng khuôn mặt cái vị trí cần quay đó. Đó, ví dụ như tôi có quay đi thì cái điện thoại nó vẫn chỉ cứ đứng ở nó nhận dạng cái chỗ mình đã thấy đó. Đó, các bạn nghe. Quay đi đâu thì nó cũng tự cái gimbal này nó sẽ tự tự nhận dạng cái vị trí đó chúng ta thoát đi đó. Và đặc biệt là cái dung lượng của cái gimbal này rất là lớn các bạn ạ, nó có 2600 mAh, nó có thể sạc trực tiếp cho điện thoại của mình giống như cái pin dự phòng đó. Rồi lại sau này tôi sẽ test cho các bạn nhiều một vài video nữa, hiện tại tôi bây giờ thì tôi rất là hài lòng. Cái này chuyên dùng để cho các thiết bị smartphone. Đó. Đây, tôi đang quay đây. Quay rất là ổn định, đều. Mà chúng ta có thể cài đặt này, đây là camera cài đặt và chúng ta và đặc biệt là cái này nó có livestream trực tiếp trên YouTube hoặc là trên Facebook. Đây này, chúng ta muốn livestream trực tiếp thì đó thì nó đều hỗ trợ một số các tính năng. Đây là livestream trên trên YouTube này, trên Facebook này, rồi một số cái gì đó mạng này là tôi không có chơi này, tôi không rõ lắm. Thì chúng ta khi mà chúng ta ấy thì chúng ta nhấp chọn vào đó và nó có xuất ra, nó quay video thì nó có chế độ là chế độ 1080 HP và 720 HP, thì chúng ta sẽ chọn là quay là 1080p thì chất lượng video nó sẽ nét hơn.
đó, và một số các chức năng khác rất là nhiều chức năng. Trong quá trình sử dụng thì tôi mới mua về sử dụng chưa quen lắm, trong quá trình dùng thì mình sẽ nghiên cứu thêm ha. Giờ tôi đã giới thiệu xong cho các bạn là một chiếc cái sản phẩm Ot Mobile 2, sản phẩm dùng cho smartphone, là dùng cho các anh chúng ta ai mà làm video nghiệp dư gì đó thì chúng ta nên sắm một chiếc để mua, để dùng. Giá của nó khoảng độ tầm 3 triệu đổ lại, tùy theo mỗi cửa hàng bán các bạn. Thì trên thị trường có rất nhiều Smooth 4 cũng có này, rất nhiều sản phẩm Smooth 4 có là Ot Mobile 2. Cái này là sản phẩm Ot Mobile 2, là sản phẩm nâng cấp của Mobile 1 nhé. Mobile 1 thì nó cũng có một số tính năng hạn chế, nhưng mà cái Mobile 2 này thì cũng đã được điều chỉnh nâng cấp hơn cho người dùng. Xin chào các bạn nha.